Xin chào bà con nha. Ở trong clip này em xin tổng hợp 4 cái kinh nghiệm xương máu mà đi mưa và đặc biệt là nước ngập để cho mọi người biết, để né tránh cũng như là rút kinh nghiệm để khi mà có nước ngập cũng như là đi mưa thì mình sẽ biết cách làm như thế nào để bảo vệ cho con xe mình mà đỡ tốn tiền nhất nha mọi người. Rồi vô chủ đề luôn nha mọi người. Thì đầu tiên á, khi mà đi đường mưa á, thì ai cũng có tâm lý á, đó là sẽ mặc áo mưa rồi sẽ phủ lên người và cũng như là phủ lên cái đèn xe nha mọi người. Nhưng mà theo kinh nghiệm nha, nếu mà đèn xe mọi người mà phủ cái lớp áo mưa lên như thế này á, đặc biệt là những cái đèn xe mà sử dụng bóng halogen đó mọi người, thì cái nhiệt nó thoát ra không có được. Ví dụ như mình phủ luôn cái này cho nó chắc ăn ha, nó không có bị tạt mưa lên chân rồi lên đùi rồi đó. Thì khi mình phủ như thế này nè thì cái ánh sáng này nè mình quên tắt đi, hoặc là xe mà không tắt đèn được á mọi người, đặc biệt là những cái chiếc xe gần đây mà không có tắt đèn được á, thì nó luôn luôn nó ánh sáng nó chiếu ra và cái áo mưa này nó phủ lại, nó ngăn lại nha mọi người. Và ngăn lại như thế này chỉ cần 15 phút đến 20 phút là bắt đầu nó sẽ bị nổ, nó cháy luôn cái chóa đèn này nha mọi người. Và cái chóa đèn này thì giá của nó lên đến vài trăm ngàn lận nha mọi người, rất là sót nha. Cái thứ hai là đi đường mưa thì mọi người chú ý là không có chạy ẩu, không có đánh võng, không có lạng lách nha mọi người, không nên, tuyệt đối luôn. Tại sao? Tại vì đường mưa thường là cái đường nó mới bắt đầu nó ướt là nó có cái độ ma sát kém lắm, mà nó hay trơn trơn trật trật á, cho nên là rất là dễ té. Đặc biệt là lúc trời nắng người ta hay đổ chất bẩn, chất dơ, cũng như là một số cái xe nó bị té trước đó, rồi nó bị đổ các hóa chất mà người ta chở, ví dụ như mỡ heo, mỡ gà, dầu nhớt gì đó, thì khi mưa á là nó sẽ làm cho sạch sạch và nó ướt. Và điều này đã có rất nhiều xe bị và báo chí cũng đã đăng lên và cảnh báo mọi người rồi nha. Đó là cái thứ hai nha mọi người. Và cái thứ ba đó chính là gì mọi người, là đi xe ở đường nước ngập, đặc biệt là ở những thành phố lớn như là thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Thì đường nước ngập đó mọi người, thì rút cho thầy Trọng hai cái kinh nghiệm xương máu nhất đó nha mọi người. Thứ nhất đó chính là chạy xe ở chính giữa tim đường nếu có thể nha, đừng chạy xe ở cái sát cái vỉa hè. Tại vì thường thường á, đường là nó mô lên chính giữa mà nước nó ngập lên rồi mình không có biết là chỗ nào sâu chỗ nào cạn nha. Đặc biệt là những cái nắp cống đó mọi người, thường nắp cống là nó ở gần vỉa hè hơn là ở giữa tim đường. Cho nên á, thấy xe đằng trước mà nó chạy mà không lúc bánh xe thì mình chạy theo, còn nếu mà xe đằng trước mà chạy lúc bánh xe thì mình đừng có chạy theo nha mọi người. Tại vì xe đằng trước chạy lúc bánh xe có khả năng xe đằng trước nó sẽ tắt máy và nó sẽ bị nước vô bô, nước vô các cái chi tiết động cơ, mạch điện này kia nọ nữa đó. Cho nên là mình là chạy giữa tim đường, nếu thấy xe lúc bánh xe thì không nên chạy qua, không nên cố tình chạy qua nha mọi người. Tại vì cái chi phí sửa xe nó nhiều lắm mọi người, chi phí thay nhớt, chi phí thay các cái bộ phận này kia nọ nó nhiều tiền lắm. Và đặc biệt đó là mình cũng về không có tới nhà được mọi người, nó tắt máy rồi. Đó là cái kinh nghiệm thứ nhất. Cái thứ hai đó là khi mà mình chạy xe qua đường nước ngập á, là mình nên giữ cái tay ga nha mọi người. Mình giữ cái tay ga, mình giữ ổn định cái tay ga, mình không nên nhấp nhả mọi người. Mình giữ tay ga ở một cái ngưỡng vừa vừa, rồi mình sử dụng rà thắng thôi mọi người nha. Giữ tay ga và rà thắng thôi. Tại vì khi mà mình giữ tay ga và rà thắng như vậy á thì nước nó sẽ không vào được nha mọi người. Nên mình buông ga ra rồi mình hụn ga là bắt đầu là có hút thì sẽ có xả nha mọi người. Khi mà nước nó vô được rồi là máy mình sẽ bị thủy kích nha mọi người. Mà mình bị thủy kích là nó dễ bị đôn dên mọi người, bị cong dên và có thể phá cái lốc máy của mình luôn á. Cho nên là mình giữ cái tay ga đi qua những con đường mà nước ngập như thế này. Rồi còn một lưu ý nhỏ nữa, mình lỡ nha mọi người, đi qua đường nước ngập mà lỡ mà tắt máy thì đừng bao giờ, cái này là khuyến khích luôn, đừng bao giờ cố gắng đề xe lại nha mọi người. Tại vì khi mà nước nó đã vào máy, nó tắt máy rồi mà mọi người cố tình đề xe lại, đề lại, khởi động lại đừng cho nó chạy tiếp, thì nó làm cho động cơ hư nặng hơn nha mọi người. Và nước nó sẽ hòa lẫn vào cái buồng đốt, rồi hòa lẫn vào buồng nhớt, rồi này kia nọ, nó làm cho xe mình bị nặng hơn rất
là nhiều, và lúc đó không phải là thay nhớt, lúc đó không phải là fix lại một số cái lỗi về điện nữa, mà là phải thay luôn cả cái nguyên những cái bộ phận máy móc ở trong, là tốn chi phí là 5-6 triệu là chuyện rất là dễ xảy ra nha mọi người. Đặc biệt là những cái chiếc xe zin mà bị thủy kích, bị nước vô rồi thì nó mất giá trị nha mọi người. Thậm chí những chiếc xe SH Ý, những chiếc xe SH Việt mà mới mua mọi người, mà nó còn zin á, nó còn mới á, giá trị nó lên đến hàng trăm triệu á, thì khi mà bị nước á mọi người thì nó sẽ mất giá trị nè, còn khoảng đâu đó một nửa giá thôi mọi người. Người ta gọi là xe mất zin rồi đó mọi người. Tổng hợp lại bốn cái sau đây nha mọi người. Cái thứ nhất á là không nên chạy xe đó. Cái thứ hai nữa là nếu mà mưa mà đường nó ngập á thì không nên chạy ở hai bên sát cái vỉa hè nha mọi người, tại vì chỗ đó thường là nước nó sâu hơn là ở chính giữa tim đường nha mọi người. Và để ý xe phía trước chạy nào mà nó cạn cạn thì mình chạy theo xe phía trước và chạy chậm thôi nha mọi người. Cái thứ ba là nên giữ ga cố định nha, không nên lên ga xuống ga đột ngột thì nước nó sẽ bị hút vô nha mọi người. Cái thứ tư mình mà lỡ chạy vô đường nước mà xe nó có tắt máy mọi người thì đừng có khởi động lại nha mọi người. Đừng cố gắng khởi động lại nha, vì nếu mà chúng ta cố gắng khởi động lại á thì khi mà chúng ta bị tắt máy, nước đã vô rồi mà chúng ta khởi động lại là bị thủy kích, là nó làm hư rất là nặng ở trong cái bộ lòng, rồi dên, rồi nó bị hư hao rất là nặng nha. Phải đem gã máy ra là tốn 4-5 triệu, 5-6 triệu tùy chiếc xe nha mọi người. Đó, chưa kể là mình không có xe để mình đi làm trong thời gian mấy ngày mà mình phải để lại xe cho người ta sửa đó. Cho nên là những kinh nghiệm là những kinh nghiệm xương máu mà mọi người nên cố gắng né nó nha mọi người. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe nha.